con lông rượt à, ba chơi nhá. Quay qua để vào gần con. Thôi con bỏ lên túi để lên trên hè ăn bọc á. Ông ngã có máy tính không? Bạn đi nha. Cao đây nhở, nó thả quá đấy chắc là mình nâng đi luôn đó. Wow đẹp quá nhở, toàn cảnh Hà Nội luôn. Lên đỉnh chưa? Chắc chắc rồi. Ông giả vờ đó để cho mình có bất ngờ. Sợ quá. 3, 2, 1. Không biết rơi nhỉ. Trời ơi các bạn. Tất nhiên đang tay hơn nữa. Hạt tác quá phê. Phê phê đúng là phê luôn. Rất chỉ là phê các bạn. Quá nhanh rồi đấy. Quá nhanh. Quá đó, nếu mà mình không có dây là mình nằm đấy nó luôn. Vào chơi đây, vào kia kìa. Đây là cửa rơi vô cực. Chính là cái này đây. Được phê luôn các bạn này, phê. Ấy giờ đây, tuyệt vời. Ăn dự, hả? Răng. Cái nhà bà xuống mà cái máy quay và cầm nó đi này. Đi theo người bán không đi tay ba mãi đi này luôn. Nói chung là phê. Rồi ta về đi.